mấy cà giang ma bự chà bá lửa to khủng luôn. Đây giang ma 165. Các bạn coi mấy bạn cưa cây này. Này cưa cây. Tung vậy tung ổ dần nghề, tung ổ dần nghề các bạn, ổ ông nghề tung ra quá trình luôn. Đây là banh khổ luôn. Còn không? Còn có hai ông anh nghệ. Cái này lấy về làm câu cá hay nấu cháo? Câu hả? Câu cá. Đây, hai ổ ông nghệ nè các bạn. Hai ổ này câu cá nhiều. Đây có chiếc máy cà giang ma, hiệu giang ma các bạn. Hiệu giang ma siêu khủng, siêu bự luôn. Đây là cọng rau chạy đây các bạn. Rau này nấu cháo cá tê á. Các bạn để cọng non vậy nè, các bạn bỏ vô cái chén. Các bạn múc cháo nóng á. Cháo nóng còn nóng thật nóng, bạn đổ vô. Bỏ vô ăn rất là bùi, cái này vừa giòn mà vừa bùi vừa ngọt nữa bạn. Ở đây bây giờ nó mọc quá trời luôn nữa bạn. Thường thì cái ngọn mà nó còn quéo như vậy nè. Nó còn quéo như vậy ăn ngon hơn. Còn cái này là như cái này là nó nở ra. Cái ngọn quéo, cái ngọn nở, cái ngọn quéo ăn ngon hơn. Đây là cái đầu máy cà giang ma bự chà bá lửa. To khủng luôn. Đây giang ma 165. Đây. Cái bánh này chiều cao đến 1m4 luôn các bạn. Chiều cao của cặp bánh này là 1m4. Đây là cái mọt để kéo cây nè. Giờ mấy anh em đang cưa cây đó. Cái này chạy có một cầu các bạn, cái đầu này chạy một cầu chứ không có chạy hai cầu. Cái mấy cái đầu mà chuyên về cài đất nông tường nữa thì nó chạy luôn cầu thước, nó chạy luôn hai bánh thước luôn đó. Chỗ này có một cầu sau thôi, chạy bằng hai bánh sau thôi. Đây là giang ma 165. Này các bạn thấy nó bự không? Nó bự khủng lắm. Đầu này mạnh lắm, đầu này kéo cỡ 20 tấn. Đầu này kéo phải mười mấy 20 tấn đó các bạn. Đường tường á, cái lúng à, nó chạy có một bánh, có hai bánh sau không chắc lúng chạy không nổi đó.
này mình xin kết thúc ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ mình nha. Chào hẹn lại các bạn clip sau nha. Bye bye.